tìm thấy hộp đen thứ hai ở vụ rơi máy bay Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo sáng nay 25 tháng 3 đưa tin chiếc hộp đen thứ hai, hộp đen ghi lại dữ liệu chuyến bay, đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn. Hộp đen thứ nhất được tìm thấy chiều ngày 23 tháng 3 từ chiếc máy bay gặp nạn của hãng hàng không China Eastern Airlines, được xác định hộp đen ghi âm buồng lái của phi công. Hộp đen này được tìm thấy cách hiện trường chính của vụ tai nạn khoảng 20 mét. Ngày 21 tháng 3, máy bay Boeing 737 số hiệu 5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines khởi hành từ thành phố Cô Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam đến thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, đã mất liên lạc khi máy bay bay qua thành phố Ngô Châu. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Quảng Tây, máy bay rơi đã gây ra một vụ cháy lớn trên núi. Giới chức Trung Quốc đến nay vẫn cho biết chưa tìm thấy người nào sống sót, phạm vi tìm kiếm hiện tại đã được mở rộng gấp 5 lần. Hiện vẫn còn quá sớm để suy đoán về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay. Giới chức Trung Quốc xác nhận nhân viên kiểm soát không lưu đã cố gắng liên lạc với phi công nhiều lần sau khi thấy độ cao của máy bay giảm mạnh nhưng không nhận được hồi âm. Tuyến bay này của hãng không China Eastern Airlines xuất phát từ Cô Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam đến Quảng Châu, một thành phố lớn và là trung tâm sản xuất hàng xuất khẩu trên bờ biển Đông Nam của Trung Quốc. China Eastern Airlines có trụ sở chính tại thành phố Thượng Hải, là một trong bốn hãng hàng không lớn của Trung Quốc. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.